Vâng, xin mời chào anh em nhé. Anh em nào đang muốn mua một cái bật lửa vừa bền vừa đẹp vừa rẻ thì có thể tham khảo cái mẫu bật lửa Zoro này anh em nhé. Đây là cái mẫu mà bên shop mình bán khá là chạy, có rất là nhiều khách mua anh em nhé. Thì sản phẩm này shop mình sẽ bảo hành 5 năm anh em nhé, theo cái website chính zipman.vn này. Đấy, bây giờ mình sẽ quay rõ ràng và chi tiết cho anh em. Còn nếu như anh em muốn xem ảnh và xem mô tả rõ ràng hơn thì anh em kích vào đường link bên dưới phần bình luận và mô tả anh em nhé. Thì shop mình đã làm chụp ảnh đăng lên website rất chỉ là rõ ràng rồi. Cái này có mã số là RR317 anh em nhé, RR317 mình đánh dấu trên đây. Anh em thích thì anh em cứ kết bạn Zalo hoặc là alo cho shop trực tiếp theo cái số điện thoại đang hiện bên dưới màn hình nhé. Sản phẩm này thì nhìn có màu đỏ và vàng, hai màu kết hợp lại với nhau rất là đẹp. Đây, mặt trước nó là như thế anh em nhé, còn các cạnh viền thì màu vàng, mặt sau thì màu đỏ luôn, đỏ thẫm, rất là bắt mắt và nổi bật anh em nhé. Về cái chất liệu sản phẩm này thì anh em nhìn thấy bên dưới nhé, có chữ là brass đây, brass đây là đồng thau anh em nhé, tức là đồng vàng. Đồng vàng thì nó cũng tương tự như những cái này này. Đây, sau khi làm bằng đồng xong thì nó sẽ mạ thêm một cái màu này, màu vàng này nữa. Cái màu vàng này mạ giống như mạ mỹ ký anh em nhé, kiểu như vàng công nghiệp đấy. Cái mạ này giống như những cái nhẫn mà anh em đeo, không phải vàng này anh em nhé, nhẫn mỹ ký thì nó như thế. Còn cái màu đỏ thì nó được khám thêm một cái lớp men màu đỏ đấy anh em nhé, làm điểm nhấn cho cái sản phẩm. Ở chính giữa cái phần thân và phần nắp đây có chữ Zoro đây anh em nhé, Zoro Ultimate là thương hiệu của sản phẩm. Sản phẩm này đến từ Hồng Kông anh em nhé, rất là bền. Zoro là một cái thương hiệu mới ra đời từ năm 2018, nó cực kỳ bền luôn anh em nhé, bền nhưng mà giá lại rẻ. Và trước nó như thế. Sản phẩm này nó có một cái độc đáo nữa là nó có hai mục đáy anh em nhé, ngoài mục đáy bên dưới đây, đây mục đáy bên dưới đây anh em nhé, thì nó có thêm một cái mục đáy bên trên nữa, rất là nổi bật luôn. Thường thì Zippo thì nó chỉ có một mục đáy bên dưới thôi anh em nhé, còn cái này thì dòng này thì nó có một đáy bên trên đây. Khá là độc lạ. Các đường viền thì đây. Cái này thì nó dùng cầm xăng đá bấc như Zippo anh em nhé. Bản lề thì có 5 chỗ, mỗi hàn thì tròn. Cứ mỗi lần châm xăng thì nó rơi vào tầm khoảng 1 tuần lễ gì đấy. Và âm thanh sản phẩm đây, đây. Bền anh em nhé, âm hay, nghe cũng ok đấy. Bánh xe này bén, vỏ thì cực kỳ dày luôn, dày hơn vỏ Zippo rất là nhiều anh em nhé, nên là anh em bóp thoải mái. Cái này anh em dùng thì nó cực kỳ bền rồi, anh em dùng thì hạn chế cái việc rơi rớt anh em nhé, tại vì rơi rớt thì nó sẽ gây ra sức sát và có thể là nó sẽ kênh nắp anh em nhé, nên là trong quá trình sử dụng mình đảm bảo an toàn. Còn nếu như mà chẳng may mà nó có rơi rớt mà nó kênh, nó nắp, nó hở nắp như thế nào thì anh em cứ alo cho shop mình sẽ hướng dẫn cho anh em sử dụng, hướng dẫn cho anh em cách sửa chữa anh em nhé. Nếu anh em không làm được thì cứ gửi ra cho shop mình sẽ làm cho anh em. Ruột này thì bằng thép chuyên dụng không gì. Ruột thì có màu trắng anh em nhé. Cái này thì có hai cái núm này, hai cái núm này có trách nhiệm là để làm cho cái ruột này chắc hơn. Cổ đá thì là bằng đồng, có màu vàng. Bánh xe thì vừa cắt xéo vừa cắt ngang. Cái dòng Zoro, cái bánh xe nó rất là bén luôn, nó rất là ăn đá anh em nhé. Lưới gà này thì shop mình bảo hành cho anh em 5 năm anh em nhé. Cái dòng này này, cái dòng này người ta gọi là dòng Ultimate. Và shop mình bán thì cũng rất là nhiều rồi, mà cái tỷ lệ bảo hành về cái bán lề và lưới gà rất là hiếm anh em nhé, hầu như là không phải bảo hành. Búa nó như thế này, châm xăng châm vào đây. Cái này là bằng đồng luôn. Anh em muốn lấy cái này thì cứ alo cho shop nhé, shop sẽ ship cho anh em. Hàng đến nơi thì anh em kiểm tra hàng, đúng hàng như trong clip rồi anh em nhận và thanh toán tiền sau thôi. Những cái sản phẩm nào mà từ 360.000 đồng trở lên thì shop mình sẽ bao ship anh em nhé. Cái này thì shop phân phối giá chỉ là 350.000 thôi. Nếu anh em mua thêm một bình xăng Zippo giá 80.000 thì shop mình sẽ bao ship cho anh em nhé. Còn không thì mua cái này thì anh em mua mình cái này thì trả cho biểu tá 30.000 phí ship anh em nhé. Cái này thì chỉ là 350.000 anh em nhé. Vâng, anh em muốn lấy thì alo cho shop nhé. Anh em xem video cho shop xin đăng ký kênh và một like nhé. Mình chào tạm biệt.